Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một dự án là set Logic. Để tham gia dự án hôm nay, mình đi phần link mô tả như video, mở cái tay bấm chữ tab này. Sau khi bấm tab xong, các bạn bấm cho này gấp nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow cho nhóm chat nè. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Các bạn follow kênh seller nè. Rồi các bạn bắt đáp lại nè. Tiếp tục kêu follow từ Twitter rồi Weibot nè. Tại Twitter thì các bạn theo dõi nha bạn. Các bạn gì việc like vậy chứ chẳng tại Twitter nè. Các bạn tăng là 3 người bạn nha bạn. Không anh. À không mình chứ. À không Goku. À không Lê Du. Rồi. Các bạn bình luận cho nó câu quốc đại gấp đi các bạn. Rồi bạn tự quyết lên các bạn. Sau khi các bạn tự quyết lên xong các bạn mới đập lên các bạn. Các bạn nhấp vào follow minimum các bạn. Lưu ý các bạn minimum không được thì các bạn nhấp vào đây các bạn copy nè các bạn. Các bạn copy lên minimum các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại, các bạn mở trên dịch Google Chrome mình ra nè, các bạn bắt đường link minimum mới vào các bạn. Các bạn bắt vào đây nè, dán nè. Rồi các bạn nhấp vào follow nè các bạn. Không được, bấm tay lại cái nữa các bạn. Tay lại cái nữa. Hồi là được rồi các bạn. Rồi nha các bạn nhấp tay lại hồi là được các bạn, rồi bấm follow nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn bấm nhận lúc submit đi tên nha các bạn. Rồi bấm done nè. Rồi tiếp tục thì bạn gỡ Twitter, Weibot, follow Twitter. Rồi tiếp tục thì bạn gỡ được đường link Twitter của các bạn thì bạn mở Twitter các bạn ra lại nè các bạn. Xong nha các bạn nhấp vào ba trường hợp bên cùng nè. Bạn nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn nhập ba cái trên cùng nè, bấm để chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép vào khai như tạm này các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây. Tiếp tục thì các bạn gỡ lại submit medium profile minimum thì các bạn vào trang cá nhân các bạn copy minimum. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân các bạn copy dòng thời gian trên đầu của minimum của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ chocolate MetaMask. Nếu với MetaMask thì các bạn thích hợp mạng BNB Smart Chain vào các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain của mình nè. Rồi chạy bet 20 nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào gọi cho bot tiếp tục nè. Và gọi cho bot nè. Rồi bạn join vào kênh Telegram của nó các bạn. Aesop Nisa thì mình đã join rồi các bạn. Rồi bấm don các bạn. Rồi bấm set các bạn. Rồi bấm status để cập nhật tài khoản nha các bạn. Ok, như vậy mình đã dẫn các bạn tham gia chương trình này góp. Nhận một. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.